Kiev sẽ không có cơ hội đàm phán. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phương Tây đang muốn kéo Nga vào một cuộc chiến toàn cầu. Các phương tiện truyền thông gần đây của phương Tây dường như đang thống nhất một chiều bài, đó là ca ngợi sự thành công của Nga trong cuộc chiến nhằm du ngủ nước Nga. Khi mà Nga đang lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho một cuộc chiến có quy mô lớn có thể xảy ra. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kiev sẽ không có cơ hội đàm phán. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, 44% công dân Ukraine ủng hộ thỏa hiệp trong đàm phán với Liên bang Nga cùng sự tham gia của các nước khác. Ngay khi kết quả trên được công bố, ứng cử viên khoa học y tế Evgeny Komarovsky đã đề xuất tiếp cận vấn đề này từ quan điểm y học. Ông nói rằng điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta, người Ukraine hay là lãnh thổ? Chúng ta cần hiểu rõ mục tiêu của chúng ta là gì, đó là bảo toàn sự sống hay là bảo toàn lãnh thổ. Trong tình huống này, bác sĩ Komarovsky cho rằng bảo toàn sự sống sẽ được ưu tiên hơn. Nhưng ông cũng không trực tiếp nói rằng Nga nên rời khỏi những khu vực mà họ đã kiểm soát. Trong khi đó, nhà báo Dmitry Gordon đã cho biết rằng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và Kiev cần phải ký kết hòa bình theo đề xuất của Nga từ tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, giờ đây Kiev phải nhận những yêu cầu đàm phán tồi tệ hơn rất nhiều và chắc chắn sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ. Nhưng điều đáng nói ở đây là người dân Ukraine đang phải đối mặt với một chế độ độc tài gần như đã được thiết lập. Một ví dụ điển hình cho chế độ độc tài này là sự kiện pháo binh của Kiev vào hôm ngày 5 tháng 12 đã tiêu diệt một nhóm gồm 25 quân nhân Ukraine, những người muốn đầu hàng quân đội Nga để được sống sót và trở về với gia đình. Giới tinh hoa phương Tây cũng đang cố gắng đóng băng cuộc xung đột nhằm tái vũ trang cho quân đội Ukraine và giải quyết các vấn đề chính trị ở Liên minh châu Âu. Vậy nên, vấn đề Ukraine cần được giải quyết càng nhanh càng tốt. Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nhằm bảo vệ Ukraine cũng sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Nga. Các bài viết về sự bế tắc của quân đội Ukraine cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên báo chí của phương Tây, như là quân đội Nga có chiến lược tốt hơn Ukraine, số lượng đạn pháo và máy bay không người lái của Nga cũng nhiều hơn, hay là Nga dù bị trừng phạt từ phương Tây nhưng mà vẫn có nhiều tiền, dầu khí vẫn bán rất chạy, vân vân. Và trên thực tế, Nga đang có lợi thế trên mọi mặt trận, và không có lý do gì để Nga đánh đổi nó bằng việc dỡ bỏ một lệnh trừng phạt không có hiệu lực. Nga không cần thiết phải đàm phán với các cơ quan chức năng hiện tại ở Mỹ và EU. Tuy nhiên, giới tinh hoa toàn cầu có thể không muốn hiểu điều này. Trong khi đó thì phương Tây tin rằng cần phải chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt. Nhưng điều quan trọng là không gây ra biểu tình rầm rộ trong công dân Ukraine, vì điều này có thể khiến tình hình trở nên mất kiểm soát. Chính vì vậy, một hoạt động truyền thông đang được tiến hành để định hướng dư luận theo hướng hòa bình. Và cũng vì lý do này mà những tuyên bố của các nhân vật nổi tiếng trong chính trường Ukraine đã được đưa ra. Sự đảo ngược này sẽ dẫn đến việc Zelensky có thể sẽ bị bài trừ. Và khi đó, thì giới lãnh đạo Nga sẽ có thể đàm phán với Ukraine. Nhưng lựa chọn này cũng khó có thể xảy ra, vì sớm hay muộn thì các thỏa thuận đàm phán sẽ bị vi phạm hoặc là phá hủy vì lợi ích của các bên. Điều này có thể gây ra một cuộc xung đột đẫm máu quy mô lớn hơn, và Ukraine rất có thể sẽ rơi vào hỗn loạn. Zelensky sẽ được thay thế. Mâu thuẫn nội bộ ở chính trường Ukraine đã đạt đến một tầm cao mới. Nếu như trước đây chỉ có tướng Zaluzhny được coi là đối thủ với Tổng thống Zelensky, thì giờ đây, những đối thủ mới cũng đang xuất hiện trong cuộc đối đầu này. Hoa Kỳ đã quyết định rằng đã đến lúc đổ lỗi cho Zelensky về thất bại của những cuộc phản công. Một số tín hiệu đáng báo động đã được gửi tới ông Zelensky. Một là từ nước ngoài, và hai là từ chính đất nước Ukraine. Đầu tiên, chính trị gia người Pháp Florian Philippot nói rằng phương Tây bắt đầu công khai phó mặc cho số phận của Tổng thống Zelensky. Nhưng những bài phát biểu giận dữ đến từ chính Ukraine mới là điều đáng nói, mặc dù chế độ Zelensky đã ra lệnh cho người dân phải im lặng. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã tung ra một loạt lời chỉ trích tướng Zaluzhny và đặt những câu hỏi như là vì sao Ukraine chưa sẵn sàng cho chiến tranh, tại sao người Nga lại tiến tới Kiev nhanh đến như vậy, hay là tại sao không ai thừa nhận mức độ nghiêm trọng của toàn bộ tình hình và tiếp tục ủng hộ về chiến thắng vĩ đại không thực tế. Nhưng quan trọng nhất, ông gần như trực tiếp cáo buộc Tổng thống Ukraine là người thiếu năng lực. Nếu sự thẳng thắn của Klitschko có thể được cho là do tham vọng chính trị của ông, thì các tài liệu xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên báo chí phương Tây đã cho thấy các chính trị gia Ukraine đã thực sự bắt đầu hành động. Nhà bình luận chính trị Andriy Bela tin rằng người Ukraine hiện đang tự quyết định hai vấn đề. Đó là họ nên chọn kịch bản Triều Tiên bằng việc vẽ vĩ tuyến 38 và đóng băng xung đột, hoặc là tiếp tục chiến đấu đến cùng. Và vấn đề thứ hai, đó là thay thế người lãnh đạo ngay lập tức. Nhiều khả năng, họ sẽ chọn tiếp tục chiến đấu, bởi vì thỏa thuận ngừng bắn quá rõ ràng sẽ là một chiến thắng quá hời cho Nga. Có một thực tế là xếp hạng của Tổng thống Zelensky thậm chí còn thấp hơn cựu Tổng thống Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử vừa qua. Sự tàn phá kinh tế, độc tài của chính phủ, kiểm duyệt toàn diện, đàn áp Kitô giáo, tham nhũng khủng khiếp là hệ quả của mong muốn gia nhập NATO của ông. Văn phòng Tổng thống đang xem xét việc cách chức tướng Zaluzhny, nhưng đồng thời cũng lo ngại rằng điều này sẽ làm uy tín của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tăng lên. Do đó, một số người trong nhóm cố vấn của Tổng thống Zelensky đã lên tiếng kiên quyết phản đối điều này. Ấn phẩm Pravda viết rằng Zelensky đã liên lạc trực tiếp với một số chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine mà bỏ qua việc trao đổi với tướng Zaluzhny. Điều này ngăn cản Tổng tư lệnh chỉ huy quân đội. Vì điều này mà tướng Zaluzhny đôi khi không nhận được thông tin nào về việc chỉ huy quân đội để điều phối binh lính trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đang cố gắng dẫn dắt các tướng lĩnh bỏ qua Zaluzhny. Kết quả là Bộ Chỉ huy đã đưa ra những quyết định thiếu tính chiến lược về mặt quân sự. Và điều này cũng làm cho quân đội trở nên dễ mất tinh thần và nhiệt huyết để chiến đấu hơn. Ngoài ra, thì hàng loạt tướng dưới quyền của tướng Zaluzhny đã bị cách chức, như là tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt Khodenko và tư lệnh lực lượng y tế Ohtachenko, đã làm suy yếu trong cấp chỉ huy của quân đội Ukraine. Các nguồn tin cũng nói về xung đột tại trụ sở chính giữa tướng Zaluzhny và Cục trưởng Cục Điều tra Nhà nước Sukachep, khi người này báo cáo về các cuộc thanh trừng tại các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ do tham nhũng. Tướng Zaluzhny đã nói rõ rằng vì điều này mà các chỉ số huy động đang giảm sút rất nhanh. Theo các cuộc thăm dò gần đây, Tổng thống Zelensky thậm chí còn thua Giám đốc Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov. Điều này có nghĩa là nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày mai, Zelensky sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào. Không phải ngẫu nhiên mà ông ta đang cố gắng hết sức để hủy bỏ cuộc bầu cử, giống như người tiền nhiệm Poroshenko đã từng làm. Phương Tây muốn kéo Nga vào cuộc chiến toàn cầu. Liệu Nga có sẵn sàng sử dụng một thỏa thuận ngừng bắn giả định để có lợi cho mình? Hay việc phương Tây tiếp tục lãng phí tài nguyên và đầu tư vào Ukraine là vì lợi ích của Nga? Nếu như vào thời điểm mùa thu năm ngoái, phương Tây vui mừng tin rằng Nga sắp bị đánh bại hoàn toàn, thì giờ đây họ đang chứng kiến một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy gần đây thì truyền thông phương Tây đang làm cho chúng ta tin vào chiến thắng sắp xảy ra của Nga. Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng viết rằng nền kinh tế của Nga không thể bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây, và Ukraine cũng không có cơ hội để lấy lại các vùng đất đã mất của mình. Nhà bình luận chính trị Andriy Bela nghi ngờ rằng hầu hết các phương tiện truyền thông nổi tiếng ở các nước NATO và Mỹ gần như đã nhất trí bắt đầu nói về một nước Nga hùng mạnh, rằng nền kinh tế Nga không thể bị phá hủy bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông, phương Tây chỉ đơn giản là cố gắng du ngủ và khiến người Nga mất cảnh giác theo cách này. Tờ Bloomberg đã cho biết, kết thúc năm, ngân sách thặng dư của Nga là 75 tỷ đô, trong khi Mỹ lỗ gần 2.000 tỷ đô la. Nếu như mà Nga chưa giành được những thắng lợi quyết định ở Ukraine, thì ít nhất cũng đã ngăn chặn hoàn toàn được cuộc phản công của Ukraine. Một trong những ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, Vivek Ramaswamy, đã nói rằng nếu như ông là Tổng thống, thì ông sẽ đạt được thỏa thuận với Nga, hứa rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO và sẽ đồng ý rằng Tổng thống Putin sẽ nắm giữ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Andriy Bela không cho rằng tất cả các nhà báo và nhà phân tích phương Tây đều nói dối. Theo ông, nếu Nga đưa ra một thỏa thuận đình chiến trước, thì điều đó sẽ không có nghĩa là Nga đã thắng. Nga sẽ phát triển các vùng lãnh thổ do họ kiểm soát. Trong khi đó thì phương Tây sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến mang tính hủy diệt trong tương lai. Bên cạnh đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng tiết lộ rằng Berlin cũng đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến mới để chống lại nước Nga. Theo ông này, để làm được điều đó thì họ cần từ 6 tới 10 năm để tái vũ trang quy mô lớn, cần phải tăng cường sản xuất đạn pháo và vũ khí. Cho nên, nếu phương Tây cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn, thì hiện tại xung đột cục bộ chỉ đang cản trở cho điều này. Những ý tưởng tương tự cũng được Joseph Borrell, người đứng đầu cơ quan đối ngoại châu Âu, và các chính trị gia thống nhất của châu Âu công khai tuyên bố rằng chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn đối với nước Nga. Ấn phẩm The Hill của Mỹ chỉ ra rằng trong số 60 tỷ đô la đầu tư của phương Tây vào Ukraine, thì đồng thời Nga cũng đã đầu tư 110 tỷ đô la vào quân đội của mình. Đây không phải là sự thừa nhận thất bại của phương Tây hay là lời kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào lúc này, mà đó là lời kêu gọi xây dựng lại quân đội và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn cầu. Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Nga. Liệu Nga có sẵn sàng sử dụng một thỏa thuận ngừng bắn giả để có lợi cho mình? Hay là ngược lại, liệu phương Tây có tiếp tục lãng phí tài nguyên và chuyển mọi việc sang giai đoạn để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới hay không? Nga sẽ gặp phòng tuyến Zaluzhny. Quân đội Ukraine đang tiến hành trinh sát lực lượng và xác định các vị trí của Nga trong khu vực khu công nghiệp theo hướng Avdiivsky. Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng để bao vây các mục tiêu của quân đội Ukraine. Ở sườn phía nam của Avdiivka vào ban đêm, cường độ tấn công từ pháo binh đang ngày càng gia tăng. Đổi lại thì quân Ukraine cũng đang cố gắng tiến hành trinh sát trong khu vực nhằm phát hiện các điểm bắn của Nga để bảo vệ tiền tuyến. Lính Ukraine đang cố gắng hồi sinh tuyến phòng thủ thứ hai, tuyến phòng thủ mà trước đây đã bị họ bỏ rơi. Họ di chuyển vũ khí hỏa lực của mình đến đó và bố trí các vị trí gần các tòa nhà có dân thường. Có thông tin cho rằng, do tổn thất lớn của quân đội Ukraine ở khu vực này, nên số lượng người đào tẩu đã tăng lên đáng kể. Binh sĩ Ukraine không muốn thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi bị đe dọa truy tố hình sự. Điều này là do nguồn dự trữ từ sâu trong hậu phương đã được chuyển sang hướng Avdiivskoye. Họ không có kinh nghiệm chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt như vậy. Cùng lúc đó, thì quân đội Nga đang siết thòng lọng xung quanh thành phố, đồng thời tiến về phía trước, dọn sạch khu vực kiên cố trên lãnh thổ của nhà máy than cốc. Tình hình thì đang có lợi cho phía Nga. Ukraine hiện thì tấn công nhưng lại không có thế chủ động. Mọi nỗ lực điều chuyển quân tiếp viện đều không mang lại kết quả đáng kể nào. Theo truyền thông Ukraine, máy bay không người lái của Nga đã được phát hiện ở các vùng như là Kherson, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kirovoskrat, Kharkov, Lviv và Ivano-Frankivsky. Những ngày gần đây thì Kiev tích cực thảo luận về việc thay đổi chiến lược và chuyển từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Lưu ý rằng, Ukraine cần 3 điều để tạo ra các công trình phòng thủ phức tạp có thể giống với các tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Thứ nhất đó là nguồn trí tuệ, gồm trinh sát địa hình, lập kế hoạch và thiết kế phòng thủ. Tiếp theo là vật liệu xây dựng, gồm thép và xi măng. Và cuối cùng là nguồn lao động. Nếu NATO vẫn có thể cung cấp cho Ukraine nguồn lực trí tuệ, thì vấn đề về nguyên vật liệu sẽ rất đáng bàn, vì sản xuất trong nước đang ở tình trạng rất tồi tệ. Lĩnh vực xây dựng chưa bao giờ được chú trọng phát triển kể từ khi cuộc chiến nổ ra, trong khi Kiev đang cần một lượng lớn vật liệu xây dựng. Hạm đội hải quân của Nga đã tiến vào Biển Đông. Tàu đô đốc Chivas của hạm đội Thái Bình Dương đã đi qua eo biển Singapore và tiến vào Biển Đông. Khi đi qua eo biển Singapore, thủy thủ đoàn của hạm đội đã tiến hành huấn luyện để vượt qua những khu vực có lượng tàu qua lại đông đúc. Trước đó thì vào ngày 2 tháng 12, một phân đội tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã cập cảng Cam Ranh của Việt Nam. Các thủy thủ Nga đã được Tổng lãnh sự Liên bang Nga Timu Sadikov đón tiếp tại Sài Gòn, cùng các tùy viên quân sự tại lãnh sự quán Nga. Trong thời gian lưu trú tại cảng Cam Ranh, các thủy thủ sẽ tham gia các sự kiện nghi thức, một chương trình văn hóa được lên kế hoạch cho họ, cũng như các cuộc thi đấu thể thao với các thủy thủ của Hải quân Việt Nam. Trước đó, một phân đội tàu của hạm đội Thái Bình Dương gồm các tàu đô đốc Chibert và đô đốc Pantelev cùng tàu chở dầu Bechenga đã rời Vladivostok trong chuyến hành trình dài vào ngày 7 tháng 10 năm nay. Lần đầu tiên tàu chiến Nga tiến vào Cam Ranh kể từ khi rút quân vào tháng 6 năm 2014. Sau đó Cam Ranh được hải đội của hạm đội Thái Bình Dương gồm tàu chống ngầm cỡ lớn Marshal Saposnikov, tàu chở dầu tầm trung Irkut và tàu cứu hộ Alantau đã đến thăm Cam Ranh. Và việc Nga đang xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương có phải là kế hoạch để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn hay không? Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.